Rồi, hello em, hôm nay mình cùng làm bài này nha. Đầu tiên mình phải đọc cái đề trước. Thì trước khi mình làm á, thì mình dừng cái video lại tầm 30 giây tới 1 phút để mình suy nghĩ mình làm câu này trước, trước khi anh sửa nó, được chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ sửa. Đầu tiên là gì? Cho một hình bình hành ABCD. Rồi anh sẽ nhắc lại những cái từ mới trong đây. Đó là gì? Parallelogram, đó là hình bình hành. Hình bình hành. Chưa? Hoặc là nó có một cái ký hiệu nữa là gì? Ký hiệu là một cái hình bình hành vậy luôn. Nhưng mà phải tự biến nó là hình bình hành. Đó. Rồi, hình bình hành ABCD được xem bên dưới. Rồi mình có gì? Đoạn AB bisect góc ABC. Cái thứ hai em muốn nhắc nữa là gì? Bisect là gì? Nhiều bạn mà không biết thì bisect này nó sẽ là chia đôi. Thì bisector trong cái ngữ cảnh này á thì nó sẽ là tia phân giác. Đó. Thì gì? Cái EB này nè, chia đôi góc ABC thì ta có gì? ABE và góc này đây. Sẽ bằng ở góc gì? Góc EBC. Tại vì sao? EB là bisector của góc ABC. Rồi tiếp đến là gì? Nó cho mình là góc A bằng 40 độ thì góc BED bằng bao nhiêu? À, kỹ đề nha. BED bằng bao nhiêu? Thằng này bằng bao nhiêu? Khi mà góc A bằng 40 độ. Đó. Đầu tiên, trước khi mình làm bài này thì anh nhắc lại một vài cái tính chất của hình thang, hình bình hành. Chưa? Thứ nhất là gì? Góc đối nó sẽ bằng nhau, hai góc đối bằng nhau. Thứ hai là gì? Nó sẽ có một sẽ có các cặp cạnh song song và bằng nhau, từng cặp đó. Hai cặp cạnh đối chứ, hai cặp đối song song và bằng nhau. Đó thì trước mắt mình sẽ sử dụng hai cái tính chất này để sẽ mô tả bằng hình như thế này. Đầu tiên hai góc đối bằng nhau thì góc A này nè nó sẽ bằng với góc C, hoặc là gì, góc B này sẽ bằng với góc D này. Đó, còn hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau thì sao? Thì để ý thằng AD được chưa, và thằng BC thì hai thằng này sẽ song song và bằng nhau, tương tự cho với thằng AB với DC. Mình chỉ cần dùng hai cái này thôi, mình đủ giải quyết cái bài này. Đó, thì ta sẽ sử dụng cái số 2 trước này. Số 1, số 2. Ta sẽ dùng cái số 2, được chưa? Là gì? Ta sẽ có DC song song với thằng AB. DC chỗ này song song với thằng AB chỗ này đây. Được chưa? Rồi, ta có một cái đoạn AB cắt ngang qua thì cái góc ABE nó sẽ bằng với góc này. Góc BEC, tại vì sao? Nó sẽ là góc so lê trong. Thì so lê trong tiếng Anh là sau đây chắc sẽ là alternate interior angles. Sẽ là cặp góc so le trong. Rồi mình quay lại nè. Thì mình có gì? Cái góc ABE, ABE chỗ này nó sẽ bằng với góc CEB. Suy ra sao? Đây nó sẽ ghi như này. M của CABE sẽ bằng với M của CEB. Mà mặt khác mình có gì? M của gì? ABE bằng bao nhiêu? Bằng M của CBE. Đó, giả thuyết đúng không? Tại vì sao? Tại vì nó cho mình cái bisector thì nó chia nó đôi góc ra ra thôi. Vậy thì theo tính chất bắc cầu thì gì? M của góc
CEB sẽ bằng m của góc CBE, mình đặt nó bằng x. Rồi mình xét tam giác EBC thì mình có gì? M của góc E này, cộng m của góc B này, cộng m của góc C bằng 180 độ. Mình nhớ là gì? Tổng ba góc trong một tam giác là 180 độ, được chưa? Rồi E là gì? Là x. Thằng này cũng là x. Thằng C là bằng bao nhiêu? 40. Tại vì sao? Hai góc đối song song, tính chất của hình bình hành. Đây, hai góc đối bằng nhau, tính chất của hình bình hành bằng bao nhiêu nè? 180 độ. Thì khúc này mình tính kỹ tí xíu thì mình sẽ được x sẽ bằng 70. Đó, vậy thì đáp án nó sẽ là 70, được chưa? Nếu ai làm tới đây á, mình ra được đáp án 70, mình khoanh như 70 luôn, thì sao? Xin chúc mừng, thì bạn đã sai, được chưa? Cái đề nó đâu có hỏi mình cái góc 70 đâu, đúng không? Nó hỏi mình góc gì? Nó hỏi mình góc DEB nè, được chưa? Rồi, để giải quyết cái đó thì sao? Mình có gì? Thằng này bằng 70, mình tạm ghi vô cái thằng này chấm hỏi. Thì mình có gì? Tại vì hai thằng nó tạo thành một cái đường thẳng, được chưa? Mình nhớ là gì? Một cái đường thẳng thì số đo của nó sẽ là 180 độ, được chưa? Thì bất kỳ có này, cái này đặt là x, này là y, thì mình luôn có gì? X cộng y sẽ bằng 180, đúng không? Còn giờ mình thay vô thôi, thì mình có gì? E1, E2 đi cho nó dễ tính. E1, E2 thì mình có là gì? M của thằng E1 cộng M của thằng E2 bằng bao nhiêu? 180 độ, được chưa? Suy ra M của thằng E1 chính là thằng mình đang tìm đó, sẽ bằng 180 trừ cho 70 sẽ bằng 110 độ, được chưa? Mình cẩn thận tí xíu, tới 70 là chưa đúng đâu, mình phải làm thêm là 110 độ, thì cái này sẽ là đáp án cuối cùng. Thì qua bài này mình cần phải nhớ gì? Bài sector là gì, hình bình hành tiếng Việt là gì, tiếng Anh là gì, tổng ba góc trong tam giác bằng bao nhiêu độ, các tính chất của hình bình hành là gì, chẳng hạn như là hai góc đối song song, hai góc đối bằng nhau và hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Mình phải nhớ những cái đó để mình giải quyết được cái bài này. Rồi, chúc em học tốt.